người phụ nữ nhỏ bé với một giấc mơ to lớn. Nhân vật được xem là ma đâm thép của thế giới thời trang. Ngày 6 tháng 4, tại lãnh sứ quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Denti Brandi, tổng lãnh sứ quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao huân chương công trạng tước hiệu hiệp sĩ của Italia cho bà Trang Lê, chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á, kiêm chủ tịch tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Với những đóng góp của bà trong lĩnh vực thời trang, huân chương công trạng tước hiệu hiệp sĩ là huân chương cao nhất của Italia dành tặng cho những cá nhân là người nước ngoài có những đóng góp quan trọng góp phần vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Italia. Ở Việt Nam, Italia từng trao huân chương này cho một số lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư pháp. Trong lĩnh vực thời trang, bà Trang Lê là người đầu tiên được nhận huân chương vinh dự này. Thời gian qua, bà Trang Lê có nhiều đóng góp tích cực cho nền thời trang nước nhà thông qua các chương trình truyền hình thực tế như Người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model, Gương mặt Người mẫu Việt Nam The Frey Việt Nam, đặc biệt là chương trình tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Không những vậy, bà Trang Lê còn là một trong những người tiên phong kết hợp với đại sứ quán, lãnh sự quán các nước có nền thời trang phát triển như Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Haiti, Colombia, giới thiệu hình ảnh văn hóa các nước thông qua ngôn ngữ thời trang trong các bộ sưu tập trình diễn tại Việt Nam International Fashion Week. Ngoài ra, bà Trang Lê cũng là người đầu tiên trực tiếp đưa những người mẫu trong nước đến với sàn diễn danh giá ở nước ngoài, thực hiện sứ mệnh quảng bá thời trang, văn hóa của đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tôi vẫn đang sẵn sàng để bước tiếp những bước của thời trang Việt Nam. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.